Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau: bão chồng lũ cuốn trôi đập Tam Hiệp, siêu bão mới nhất ở Trung Quốc 180 km/h, gió giật cấp 16. Kính thưa quý vị và các bạn, đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi đại thảm họa bắt đầu giáng xuống đất nước Trung Quốc, vẫn kéo dài cho đến nay không ngừng nghỉ, nhưng hầu như thông tin về các trận lụt, động đất, sóng thần hay tình cảnh khốn đốn của người dân ra sao thì hầu như được truyền thông đại lục đưa tin rất nhỏ giọt, thậm chí đó là ngó lơ, không quan tâm. Cũng chính vì lý do đó mà 1,4 tỷ người dân Trung Quốc bức xúc và thốt lên, giới chức cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc trốn đi đâu cả rồi, giới truyền thông trong nước chết hết rồi, sau hàng loạt bình luận của người dùng mạng xã hội Trung Quốc tỏ ra sự bất bình cực độ với Đảng cầm quyền Tập Cận Bình. Cùng với giới truyền thông chính thống của nước này khi tỏ thái độ hờ hững im re trước kiếp nạn mà người dân đại lục đang phải oằn mình gánh chịu, trong khi đó thì rất xông xáo với tình hình của các nước trên thế giới, chẳng hạn như việc lũ lụt tại Nam Mỹ hay liên tục đưa ra các trận thiên tai xảy ra ở một nước nào đó khiến người dân cả nước đại lục lắc đầu ngao ngán và phẫn nộ. Phải kể đến từ đầu tháng, do mưa lớn kéo dài không dứt đã khiến 11 tỉnh thành miền Nam của Trung Quốc đã bị ngập nặng, khiến cuộc sống của hơn 2,5 triệu người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng trăm người chết và mất tích, hơn 120.000 người vào thời điểm đó buộc phải đi sơ tán khẩn cấp, và đến nay mới bước vào đầu tháng 10, nhưng hiện tại mưa lũ, động đất, sóng thần đã và đang hoành hành tại nhiều khu vực từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây của đại lục. Tuy nhiên, đứng trước sự khổ nạn to lớn của người dân, truyền thông Trung Quốc trước sau như một vẫn im lặng như tờ, vẫn tập trung mọi nguồn lực ra sức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo phi pháp của mình trên Biển Đông và Đài Loan, điều hàng ngàn quân lính ra Biển Đông xâm chiếm lãnh hải của các nước láng giềng nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới về tình hình rối ren trong đất nước của mình, khiến cho cư dân mạng không khỏi bức xúc. Nhưng sự dối trá của giới cầm quyền Tập Cận Bình vẫn không qua được mắt quốc tế. Khi đồng loạt các tờ báo nổi tiếng thế giới như CNN, Reuters hay Đài phát thanh quốc tế của Pháp đưa tin rằng trận lũ lụt trong hơn một tháng qua đã khiến toàn bộ 1/4 dân số đất nước Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng ngàn người phải bỏ mặc hoặc mất tích vì thiên tai dữ dội, hiếm hoi lắm mới được truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin. Nhưng đưa tin ca ngợi về cảnh đẹp của đất nước sau lũ lụt, còn nhớ trong những ngày đầu tiên khi lũ lụt mới khởi phát thì hầu như không thấy bản tin nào về thiên tai được phát sóng trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Những hình ảnh như nước lũ dâng cao, nhiều thành phố bị ngập chìm thành sông hay hàng ngàn ngôi nhà bị đổ sập, người dân bị mắc kẹt trên những mái nhà cùng hàng triệu ô tô bị cuốn trôi, chỉ có thể nhìn thấy trên các trang mạng xã hội như Weibo, TikTok mà người dân chuyển tay nhau chia sẻ. Nhưng chỉ trong vòng 30 phút sau là toàn bộ những hình ảnh về lũ lụt tại Trung Quốc lại biến mất một cách lặng lẽ và khó hiểu. Nhưng không ai biết rằng những điều này là do lệnh của ông Tập Cận Bình buộc lực lượng an ninh Trung Quốc phải xóa bỏ những bài viết này, thậm chí là bỏ tù những người chia sẻ, bình luận những hình ảnh mà Tập Cận Bình cho là gây bất lợi đến hình ảnh của quốc gia. Toàn bộ các phương tiện truyền thông chính thức đều phải tập trung vào các sự kiện ở thế giới và những tin tức mới nhất về quốc gia khác. Điều này đã khiến cho người dân kinh ngạc và thốt lên. Đài truyền hình Trung ương CCTV đang nằm ở đất nước nào và rốt cuộc đang phục vụ cho ai? Kính thưa quý vị, Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với tình trạng lũ lụt vô cùng nghiêm trọng chưa từng có. Từ đầu mùa lũ, mưa lũ đã ở nhiều nơi như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 600 triệu người, khoảng 844.000 người phải rời bỏ nhà cửa của mình để di rời. Giới chức Trùng Khánh cho biết họ đang phải gánh chịu những trận lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1940 đến nay. Thành phố này hơn 10 triệu người dân đi sơ tán khẩn cấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 2 tuần qua trên lãnh thổ Trung Quốc đã xuất hiện mưa lớn, lũ lịch sử đặc biệt trên lưu vực sông Trường Giang. Số đo mưa tại các trạm khí tượng phát báo quốc tế trong đầu tháng này tại một số tỉnh Trung Quốc phổ biến như sau: tỉnh Hồ Bắc từ 300-400mm, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây từ 200-400mm, riêng tại Uy Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây đạt 600mm. Sử dụng nguồn dữ liệu vệ tinh ước tính tổng cộng mưa vào đầu tháng này tại Trùng Khánh
từ 200-300mm, Quảng Tây là 500-600mm, có nơi trên 700mm, tỉnh Quý Châu từ 250-300mm, Vân Nam và Hồ Bắc dưới 250mm. Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc dự báo, nguyên nhân các đợt mưa lớn trong 2 tuần qua ở khu vực phía Đông và Đông Nam của Trung Quốc là do tác động của một dải mây Ron gọi là mây Ru Meizu. Dải mây này được nhiều nhà khoa học Trung Quốc và Nhật Bản nghiên cứu, được xác định là nguyên nhân gây mưa lớn cùng lũ lụt ở Nam Trung Quốc trong tháng này. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, dải mây này ít tác động đến khu vực phía Bắc của Việt Nam. Dự báo tổng lượng mưa từ nay đến cuối tháng 10, miền Bắc có xu thế xấp xỉ và thấp hơn miền Trung nhiều năm. Tuy nhiên, số liệu thực tế cho thấy mưa lớn trong một thời gian ngắn đã gây nên những trận lũ lớn, đặc biệt lớn. Với những diễn biến thời tiết bất thường như hiện nay và tình hình mưa lũ ở mọi nơi xảy ra của phía Nam Trung Quốc, có thể thấy sự phức tạp của mùa mưa lũ năm nay ở khu vực Bắc Bộ nói riêng và trên toàn Trung Quốc nói chung, nguy cơ xuất hiện lũ lớn luôn tiềm ẩn. Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ, hiện nay do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió hoạt động mạnh dần, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, do nắng nóng kéo dài, những trận mưa sắp tới có nhiều khả năng gây ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tin buồn, bão số 9 đổ bộ vào Trung Quốc, thảm cảnh đang diễn ra đối với người dân miền Nam nước này, khiến cho toàn bộ điện, đường, trường, trạm bị tê liệt nhiều giờ đồng hồ. Lũ lụt xuất hiện mọi nơi khiến nhiều cư dân Trung Quốc buộc phải di cư trên vùng cao hơn, tránh dòng nước chảy xiết. Đồ đạc nhà cửa cũng theo dòng nước trôi trong đống đổ nát này. Đứng trước thảm cảnh vô cùng buồn bã kể trên, mặc dù chính phủ Trung Quốc đã có công văn gửi cho Hà Nội, nhưng chính phủ chúng ta đã cương quyết đặt phương châm an ninh quốc gia làm đại cục, quyết không mở cửa biên giới giúp di dân Trung Quốc, bởi nếu Việt Nam mở rộng lòng thương thì có thể người bị hại là người dân nước Việt Nam, bởi Trung Quốc rất nham hiểm, chúng ta cần đề phòng cảnh giác cao. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Việt Nam kiên quyết giữ vững lập trường, yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp của Việt Nam, chúng tôi có quyền và nghĩa vụ phải bảo vệ đất nước, vậy nên yêu cầu các di dân Trung Quốc ở biên giới muốn vào Việt Nam xin hãy trở về nước ngay lập tức, tránh ứ động gây ùn tắc, cản trở việc lưu thông giao thương giữa hai nước và yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải có biện pháp và sơ tán công dân nước mình về nước. Trên đây là tóm tắt nguyên văn bài phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao Việt Nam đối ngoại với Trung Quốc. Và chúng ta hãy dành cho bài phát biểu của bà Hằng bằng 1 triệu lượt like và cho chúng tôi những lượt share và bình luận trên nội dung bản tin hôm nay. Chúng ta luôn tự hào vì là công dân của Việt Nam, một nước yêu chuộng hòa bình và hy vọng chính phủ Việt Nam luôn luôn có những quyết sách phù hợp để đất nước hình chữ S luôn là nơi yên bình, tươi đẹp, an ninh bậc nhất trên thế giới. Thưa quý vị, bão số 9 tấn công Liêu Ninh, Cát Lâm, Trung Quốc thổi bay người, xé toạc tòa cao ốc. Khi vào ngày hôm qua, bão số 9 đổ bộ vào thành phố Cát Lâm, Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc mang theo cuồng phong và bão tố, mức gió tối đa đạt cấp 15. Những cây lớn bên đường bị gió thổi bật gốc, một số người dân lưu thông trên đường cũng bị gió thổi bay. Nhiều ngôi nhà, dân cư bị hư hỏng nặng, khu vực đô thị bị ngập trong nước, thậm chí có người đã thiệt mạng do gió thổi rơi khỏi tòa nhà cao tầng. Cơn bão số 9 năm nay đã tấn công các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến và thành phố Thượng Hải vào ngày hôm qua, sau đó nó di chuyển ngược lên phía Bắc Cao Nguyên, một vùng bờ biển dài từ Quảng Đông đến Liêu Ninh, khiến tất cả mọi tỉnh thành của Trung Quốc giáp biển đều bị hứng chịu thiệt hại nặng nề. Cơn bão đã gây ra những cơn gió mạnh với tốc độ gió 190 km/h kèm theo mưa lớn. Gần 400.000 người dân ở tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm đã được sơ tán. Tỉnh Liêu Ninh đã dừng các dịch vụ tàu và hoạt động xây dựng khi gió và mưa lớn đổ bộ vào thành phố Đại Liên, Liêu Đình. Những cơn sóng khổng lồ cao hàng chục mét đã trào dâng trên biển Hoàng Hải. Theo tin từ truyền thông Trung Quốc, cơn bão số 9 đã đổ bộ vào vùng duyên hải Sơn Đông, Liêu Ninh với mưa lớn vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Sức gió tối đa đo được tại địa phương là cấp 15. Gió mạnh và mưa lớn đã ảnh hưởng đến 54 thị trấn và 607 thôn, đã khiến cho 835.854 hộ dân bị mất điện. Trong số đó, thành phố Nhạc Thanh, nơi bão đổ bộ, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ít nhất 200.000 người dân địa phương đã buộc phải rời khỏi nhà và tới khu vực an toàn lánh nạn. Bão đã gây thiệt hại nhà cửa của nhiều người dân, một số ngôi nhà đã bị gió thổi mạnh.
toàn bộ mái một số ngôi nhà thậm chí còn bị gió đánh sập, người đi bộ trên đường cũng bị gió thổi bay. Ngoài ra, bão đã xé toang cửa kính nhiều tòa chung cư. Một cư dân tại tiểu khu Du Hối, thành phố Đại Liên đã bị gió thổi mạnh rơi khỏi tầng 10 và tử vong. Cửa kính rơi vào cũng đã khiến cho một người ở dưới thiệt mạng tại chỗ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng cư dân này đã cố gắng đóng cửa sổ nhưng không cẩn thận nên đã bị gió thổi bay. Tuy nhiên, các bức ảnh được chia sẻ trên mạng trực tuyến cho thấy kính bên ngoài của nhiều ban công trong tiểu khu đã bị thổi bay và toàn bộ ban công đều đã bị cơn bão quét sạch. Người ta cho rằng các công trình đậu phụ kém chất lượng đã gây ra cái chết của người dân. Hình ảnh được đăng trên Internet của tiểu khu nơi xảy ra sự việc cư dân chết do bị bão thổi bay khỏi tòa nhà. Đoạn video được đăng tải trên mạng Internet cho thấy khi cơn bão số 9 ập đến, một số cột điện thoại và cây cối bên đường bị gió thổi mạnh, thậm chí những cây lớn cũng bị bão cuột bật gốc. Những chiếc ô tô đậu bên lề đường bị gió thổi mạnh khiến gạch đá rơi phủ đầy nóc, xe chở rau bị gió thổi đổ sập. Cơn mưa xối xả do cơn bão mang đến cũng gây ngập úng nghiêm trọng ở khu vực đô thị Đại Liên. Ở một số khu vực nước tích tụ sâu hơn 2 mét và một lượng lớn ô tô bị ngập trong nước. Tính tới 7 giờ 45 phút ngày hôm nay, đường cao tốc G12-23 Đài Châu-Ôn Châu, đoạn Ninh Hải-Ôn Châu-Đài Châu, đường cao tốc G15-23-03 Đông Quang-Đại Châu, đoạn Ôn Châu, đoạn cao tốc F28 Đại Kim, đường cao tốc F26 Cư Vĩnh, đoạn Kim Hoa, đoạn Ôn Châu đã bị buộc phải đóng cửa. Theo dự báo của Đài Quan sát Khí tượng tỉnh Chiết Giang, Liêu Ninh và Cát Lâm, dự kiến các trận lũ ống có thể xảy ra ở thành phố Đại Liên, quận Hải Thự, quận Tiên Cư và nhiều khu vực khác từ 8 giờ ngày hôm nay đến 8 giờ ngày mai. Trong đó, lũ có khả năng rất cao sẽ xảy ra ở quận Hoàng Kim và thành phố Lâm Hải. Khu vực này đã đưa ra tín hiệu cảnh báo màu đỏ cho thảm họa lũ ống. Ngoài ra, theo thông tin do Đài Quan sát Khí tượng Trung ương công bố, ngoài các thảm họa do cơn bão số 9 gây ra vào ngày hôm qua, các khu vực ở Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Tứ Xuyên cũng có dông, sấm chớp, gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 10 hoặc mưa đá. Tại Vân Nam và đảo Hải Nam thuộc miền Nam Trung Quốc xảy ra mưa to. Hàng năm trung bình có 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng năm nay khu vực này đã hứng chịu rất nhiều cơn bão. 3 cơn bão đã đổ bộ vào các tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc từ ngày đầu tháng đến nay, gây ra mưa lớn và lũ lụt lịch sử. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cho biết mực nước của 2-3 con sông lớn ở tỉnh Hắc Long Giang đều trên mức báo động, trong khi dự báo mưa sẽ tiếp diễn đến cuối tháng 10. Mực nước ở 5 con sông khác đã dâng trên mực nước an toàn, nguy cơ vỡ đê có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bộ này cho biết. Tình trạng tương tự cũng đã xảy ra ở tỉnh Cát Lâm. Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, những người nông dân thốt lên, trời đất, tôi có thể sống bằng gì đây khi họ chứng kiến mùa màng của mình bị nước lũ nhấn chìm. Mùa thu hoạch đang đến gần và nhiều loại cây sắp chín, nhưng giờ đây người nông dân đã mất trắng tay, lũ lụt cũng đã phá hủy cầu, đường xá ở các vùng nông thôn, còn dân làng buộc phải rời khỏi nhà gấp rút vì nguy cơ lở đất ngày càng cao. Nhiều ô tô đã bị chết máy ngâm trong nước mưa ở các thành phố lớn như Viên Biên ở Cát Lâm và Cát Nhĩ Tân ở Hắc Long Giang. Ngập lụt lịch sử vừa qua, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia của Trung Quốc và Bộ ứng phó khẩn cấp đã họp để thảo luận về cách ứng phó với trận lũ mới nhất này. Theo tờ tin tức Bắc Kinh thuộc Chính phủ Trung Quốc, chính quyền đã yêu cầu các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang theo dõi nguy cơ lũ lụt, lở đất và ngập úng ở các thành phố do lượng mưa dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng cho đến ngày mai. Vào ngày mai, chính quyền tỉnh Hắc Long Giang đã thông tin rằng 2-3 con sông địa phương đã bị ngập lụt nghiêm trọng nhất trong vòng từ 5 đến 20 năm qua. Tờ báo Tân Hoa Xã trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin rằng nhiều con sông bị ngập lụt nghiêm trọng với 25 con sông đã vượt mức báo động và nhấn mạnh rằng hàng năm trung bình có 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc của Trung Quốc, nhưng năm nay khu vực này đã hứng chịu 3 cơn bão bao gồm Mulan, Maon và Noru. Nhiệt độ ở Đông Bắc Trung Quốc có thể giảm xuống 10 độ C vào buổi tối, gây khó khăn cho những người vô gia cư. Thời điểm vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, mùa thu hoạch lúa, ngô và lúa mì ở Đông Bắc Trung Quốc. 2 tuần sau là thời điểm thu hoạch đậu nành. Hắc Long Giang là một trong những tỉnh chuyên trồng ngô, đậu tương và gạo Japonica chính là của Trung Quốc. Sản lượng đậu tương của tỉnh này chiếm 45% sản lượng của toàn Trung Quốc. Sản lượng gạo Japonica chiếm 40% và sản lượng ngô chiếm khoảng 20%. Theo hãng truyền thông nhà nước Future Daily, dân làng địa phương đã chia sẻ một đoạn video với Epoch Times ghi hình những người nông dân ở khu vực Cát Nhĩ Tân đang cố gắng thu hoạch ngô còn sót lại trên cánh đồng ngập nước của họ.
Các video cho thấy tình hình lũ lụt vô cùng nghiêm trọng, các cánh đồng bị ngập úng, hoa màu bị cuốn trôi, các khu vực khác của Trung Quốc cũng chịu đựng mưa lớn bất thường. Tại thành phố phía Nam Hạ Môn thuộc tỉnh Quảng Đông, mưa lớn đã gây ra lũ lụt vào ngày hôm qua. Vào ngày hôm nay, tại thành phố Lục Bàn Thủy phía Nam Trung Quốc ở Quý Châu, nước mưa tràn vào tầng 1 của các cửa hàng địa phương và nhà dân. Tại thành phố Đông Nam của phía Tây Bắc tỉnh Cam Túc, mưa lớn đã gây ra lở đất vào ngày hôm qua. Vào giữa tháng 9 vừa qua, một trận lở đất xảy ra tại khu vực này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, theo đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết. Và thông tin trên đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Các diễn biến liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Để không bỏ lỡ những thông tin, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!